bắt đầu nhá. Xin chào tất cả các bạn. Thì mình rất là hồi hộp đến chờ đợi đến giây phút này, bởi vì là mỗi khi mà làm một event mới thì mình rất là thích, bởi vì là được gặp những người mới rồi có những trải nghiệm mới. Thì cái chương trình lần này mình cũng mong muốn là nó cũng sẽ thành công như cái chương trình event lần 1 mình tổ chức. Thì lần 1 tổ chức thì mình thấy rằng là cái sự thành công của nó nhé, đến một phần rất lớn từ chính các bạn, tính chính các bạn học viên này. Thì mình rất mong trước khi mọi thứ bắt đầu nhé, thì mình rất mong rằng là thứ nhất là các bạn sẽ tập trung, tức là buổi tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì kể cả có sinh nhật bạn bè thân thiết gì đấy, hay cố gắng là hãy chạy về sớm để mà xem event của mình, xem trực tiếp thì nó sẽ hứng thú hơn rất là nhiều, để bạn có thể được đặt câu hỏi trực tiếp luôn, để mình trả lời luôn thì nó vào đầu hơn rất là nhiều. Cái tiếp theo nữa là các bạn nếu như mà các bạn muốn mình chia sẻ nhiều hơn này, hay là mình muốn mình là sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này, thì chính các bạn phải rất nhiệt tình và rất chủ động trong việc học của các bạn. Thì bởi vì là ở đây chúng ta là một lớp offline, không phải là lớp online, lớp online không phải lớp offline, nên là mình không thể nào mà ngồi cạnh bạn mình quát bạn được hay gì cả, mà bạn phải chủ yếu là tự học. Vì thế là cái sự chủ động của các bạn ấy thì sẽ luôn luôn giúp đỡ tốt rất nhiều cho cái việc học của bạn. Đấy, thì cái tiếp theo đó là chúng ta hãy tham gia vào cái lớp này một cách nhiệt tình hết sức có thể. Tức là các bạn thấy gì hay, bạn post lên group để cổ động mọi người. Bạn thấy rằng là cái phương pháp này hiệu quả đối với bản thân mình chẳng hạn, thì hãy post lên group để cổ động mọi người. Thì trong cái group lần trước nhá, thì mình cái này nó cũng khá là tình cờ thôi. Mình thấy rằng là có một cái thứ rất hiệu quả, mang lại động lực rất lớn cho những người khác trong cái group đấy. Mọi người trong cái group khóa 1 nhá, cực kỳ hăng say, rất là quý mến nhau. Bởi vì là các bạn ấy rất hay post những cái bài mà chia sẻ về bạn ấy ứng dụng những cái gì mà mình chia sẻ như thế nào. Bạn ấy học qua flashcard như nào, bạn học qua phim như nào, bạn ấy nhớ viết từ vựng thành câu chuyện như nào. Thì cái đấy là cái rất hiệu quả, vừa để tạo động lực được cho chính bạn, vừa là tạo động lực cho những người khác. Thì bởi vì thế nên là cái lớp đấy mình tặng thêm rất nhiều buổi học khác nữa. Thì mình cũng rất mong muốn là sẽ được chia sẻ trong một cái lớp mà người ta cầu thị. Thì mình cũng không tiếc gì cả, mình sẽ sẵn sàng là các bạn thấy rằng là thầy ơi, thầy nói thêm chủ đề này đi, thầy có thể là mở rộng cái này đi, thì mình sẵn sàng là chia sẻ thôi, mình không tiếc gì cả. Đấy, thì mình sẵn sàng là có thể là tặng thêm các bạn 3-4 buổi nếu như mà mình thấy rằng là các bạn thực sự là thích học. Đấy, thì để mà học giỏi ấy, thì việc đầu tiên là phải yêu quý giáo viên và yêu quý chương trình mình đang theo học. Việc thứ hai là phải yêu quý bạn bè cùng lớp này. Và việc thứ ba nữa là chúng ta phải rất nhiệt tình vào trong cái chương trình học của chúng ta. Và việc thứ tư nữa là chúng ta phải tin tưởng và tập trung vào trong những gì mà được học ở trong chương trình này. Đấy, thì như thế thì bạn mới có thể học giỏi được. Thực ra thì mình thấy rằng là việc học tiếng Anh nhé, là nó sẽ chỉ khó khi mà chúng ta sẽ không có tài liệu này, chúng ta thấy rằng là tiếng Anh quá là mông lung v.v. Nhưng mà thực ra trong chương trình này thì bạn sẽ có được tất cả những cái thứ như thế. Thì các bạn sẽ có được tài liệu tự học. Mình không thể nào mà ngày nào cũng lên trên này được, nhưng mà những cái gì mình viết ra để hay là hướng dẫn các bạn thì hoàn toàn là đầy đủ để cho các bạn có thể giỏi trong vòng 6 tháng. Đấy, thì trước khi chương trình bắt đầu thì mình cũng giao lưu với mọi người một chút nhỉ. Thì bạn nào có câu hỏi gì về mình không nhỉ? Mình năm nay mình sinh năm 89, mình đến từ Hòa Bình. Mình là giám đốc của Step Up. Nào, các bạn có câu hỏi gì không để mình ok, xin cảm ơn bạn Yến đã comment là nhìn thấy thầy đã thấy động lực rồi. Hy vọng là mình xin kể một số cái tấm gương thành công của cái khóa 1 nhé. Khóa 1 là đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Khóa đấy mới học được tháng rưỡi, chưa đầy 2 tháng. Thì một số bạn comment lên trên group là như sau này. Tức là bạn đấy là những bạn mà comment lên trên group nhá, là họ làm rất là quyết liệt những cái lời khuyên của mình. Có những bạn thì thi cái kỳ thi trên mạng của Topeka được 250 trên 250 điểm nghe. Rồi có những bạn học được 30 từ vựng một ngày. Học được 30 từ vựng một ngày là rất siêu ấy, và họ nhớ được rất là thấm, rất rất vào luôn ấy. Rồi có những bạn mà
mà họ tìm được những cái chỗ để mà để luyện nói rồi luyện nghe vân, tức là cái kể cả có những chị mà chị ấy là kiểu phải phải chị đi làm rồi nhá, chị phải nuôi con này rồi chăm chồng vân này, chứ thời gian chị một ngày chị có chỉ được 2 3 tiếng thôi mà chị vẫn sẽ chị vẫn chăm chỉ học trên cái khung thời gian 2 3 tiếng đấy, và chị cũng đang đang rất chăm chỉ để học như thế. Thì mình nghĩ là cái việc nó khó hay dễ nó sẽ chủ yếu là do cái quyết tâm của bạn. Nếu bạn có quyết tâm thì kiểu gì cũng sẽ thành công thôi. Và những cái gì mình nói với các bạn đều là dựa trên cái kinh nghiệm học thực tế của mình và dựa trên những cái nghiên cứu rất kỹ lưỡng của mình, chứ không phải là nó phét ra. Ok, thì hôm nay ấy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nội dung của ngày hôm nay ấy, sẽ bao gồm những cái sau. Đầu tiên là mình sẽ nói về những cái gì mà các bạn hay hiểu nhầm về việc học tiếng Anh. Cái phần thứ hai sẽ là cái lộ trình mà mình đã học tiếng Anh như thế nào. Cái thứ ba nữa là cái lộ trình mà phù hợp đối với bạn. Còn về phát âm hoặc là các thứ khác thì trong cảm khóa này nhá, chúng ta sẽ có 4 buổi của mình này, là sẽ nói về các cái về phương pháp học này, phương pháp học. Buổi đầu tiên là về lộ trình nhá, buổi thứ hai là về về học kỹ năng nghe này, buổi thứ ba là về từ vựng này, buổi thứ bốn là về kỹ năng giao tiếp. Đấy. Thì đầu tiên là mình phải nói cho bạn biết là tại sao lại phải học tiếng Anh. Thì ngày khi mà hồi mới lên đại học ấy, thì mình là dân khối A. Các bạn biết rồi đấy, dân khối A là thời cấp 3 là chỉ tập trung học đúng có mỗi toán lý hóa thôi và không biết một cái gì khác. Mình đi thi ở ngoại thương nhá, là phải thi tỷ kỳ thi đỗ ích đầu vào, và mình thi chỉ được 345 điểm thôi, là hoàn toàn đánh bừa. Và ở ngoại thương thì người ta sẽ gần như không quan tâm bạn là dân khối A được bao nhiêu điểm đâu, họ chỉ cần quan tâm một trong những thứ mà học sinh hay so nhau, đấy là tiếng Anh. Và mình thấy rất là may mắn là mình đã thi được vào trường đấy, bởi vì là nhìn sang trái sang bên phải thì các bạn ấy đều dùng tiếng Anh khá là tốt và các bạn rất năng động để dùng tiếng Anh để có công việc này công việc kia, thì mình thấy rất là may mắn để được học được cái trường đấy. Thì mình cũng thời sinh viên thì cũng không có tiền để mà đi học tiếng Anh, gần như là một mình đi ra mấy cái trung tâm thì tính ra tất cả các khóa cộng lại của họ tầm 30-40 triệu, không có tiền để đi học. Nên là phương pháp cách duy nhất để học đấy là để giỏi đấy là tự học. Nên là đi làm thêm lại tất cả mọi thứ đều có tiền hay là gì đấy, đều dành tất cả mọi thứ để học tiếng Anh hết, tức là mua tài liệu vân vân. Thì đầu tiên là phải phải nói về về việc tại sao về việc học tiếng Anh. Thì cái này chắc là nhiều bạn cũng cũng biết rồi, nhưng mà mình sẽ đưa ra một số cái góc nhìn khác để cho các bạn thấy nhé. Đầu tiên ấy là các bạn lên trên Vietnam Quốc, bạn search cho mình một cái nghề nhất định, nghề của bạn đi chẳng hạn, xem các chỉ cần so sánh 2 công việc nhé, một công việc là của công ty nước ngoài là nó có yêu cầu tiếng Anh, và một công việc tương tự như thế là sẽ của công ty Việt Nam và nó sẽ không yêu cầu tiếng Anh. Bạn sẽ thấy ngay mức chênh lệch lương, mức chênh lệch lương này sẽ từ 30 đến 200%, trung bình ra là 75%, trên đấy người ta thống kê như thế. Thì cái việc học tiếng Anh nhá, chỉ ngay 1 tháng thôi, ví dụ như ở trung tâm mình thế thôi, có rất nhiều anh chị người ta bỏ học bỏ bỏ làm để người ta đi học tiếng Anh, và ngay sau 2 tháng thôi nhá, chỉ ngay sau 2 tháng thôi, lương từ 7,5 triệu lên 15 triệu, tức là một anh làm kỹ sư xây dựng anh ấy chán việc lắm, bỏ sẵn sàng là bỏ kiểu kiểu gần 30 tuổi rồi, sẵn sàng bỏ bỏ việc để đi học tiếng Anh, rồi chỉ sau 2 tháng sau là lương lên 15 triệu. Thì mình nghĩ rằng là cái tất nhiên là ai cũng sẽ cần phải cơ bản gạo tiền thôi, nhưng mà có tiếng Anh vào thì cái chất lượng công việc và cái chất lượng cái vị trí bạn bạn có được nó sẽ khác đi rất là nhiều. Cái tiếp theo nữa là có tiếng Anh thì cái thế giới của người có tiếng Anh nhá, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Mình ngay trong chính những bạn mình chơi cũng thế, thì những bạn có tiếng Anh nhá là hầu hết chúng nó đã đi đi du lịch hết rồi, không không có thể đi không đến những nơi như kiểu là Mỹ hay là châu Âu, nhưng mà các bạn ấy đều sang Sing hay là sang Hồng Kông hay là sang Malaysia vân vân. Có những bạn mà không có tiếng Anh thì không dám đi ra ngoài. Đấy. Thì chỉ riêng một ví dụ là được đi du lịch sang nước ngoài thôi, thì cái những bạn mà có tiếng Anh là cuộc sống người ta sẽ sung sướng rất là nhiều. Và cái tiếp theo đó là
đối với những bạn mà thiếu sinh viên những cái trường mà không phải trường tốt nhá, thì mình thấy rằng là thực ra những cái trường tốt ấy, nó sẽ khác so với những trường mà không phải thuộc trường tốt ở một cái là tiếng Anh. Thực ra về chuyên môn ấy, ví dụ như những bạn học ngoại thương chẳng hạn, thực ra chuyên môn nó không không hơn gì so với những trường trường khác, nhưng mà có tiếng Anh nên là cái cơ hội nghề nghiệp nó sẽ tốt hơn thôi, chứ còn nó cũng không có gì đặc biệt. Thì đến những bạn mà bạn học một cái trường mà nó không có danh tiếng gì lắm nhá, mà bạn có 7.0 IELTS chẳng hạn, thì tự dưng là bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều trong cái việc đi tuyển dụng của bạn. Bạn sẽ cơ hội nghề nghiệp nó sẽ khá là tương xứng với những bạn mà học trường tốt. Đấy thì chúng ta học tiếng Anh là một thứ mà chúng ta gần như là không thể bỏ qua được. Còn một cái nữa là có tiếng Anh ấy thì nó sẽ làm cho chúng ta trở nên sang hơn rất là nhiều, cảm giác tự tin hơn rất là nhiều ấy. Thì mình nghĩ là ở đây nhá, không phải ai trong các bạn cũng sẽ xuất phát điểm là một người rất tự tin, rất là nhiều cái kiểu để thành tích để mà có thể là khoe cho người khác, hay là thành tích để mà mình giúp mình có động lực vượt qua những cái lúc mà khó khăn. Vì thế nên là có tiếng Anh vào thì nó sẽ là một cái đòn bẩy, một cái gieo một niềm tin cho bạn là bạn sẽ có thể làm được nhiều việc khác hơn. Thì trước khi bạn giỏi tiếng Anh nhá, khi mà bạn còn đang kèm tiếng Anh ấy, bạn thấy là tiếng Anh nó một ngọn núi rất cao, mình không thể chinh phục được. Nhưng mà đến khi mà bạn giỏi tiếng Anh rồi nhá, thì tự dưng là bạn thấy tiếng Anh nó trở nên rất nhỏ như này, và cuộc đời bạn sẽ có rất nhiều thứ thú vị khác để chinh phục nữa ngoài tiếng Anh ra. Đấy thì rốt cuộc là học tiếng Anh là thứ kiểu gì cũng sẽ phải học, và phải bằng mọi giá, kể cả như là phải phải mình nghĩ là nếu như mà bạn phải bỏ ra 200 triệu để đi học tiếng Anh, nó cũng hoàn toàn xứng đáng. Bạn sẽ sớm kiếm lại được số tiền đấy trong một thời gian không xa. Rồi, nếu như mà được chọn nhé, mình được chọn này, bằng giỏi nhưng mà không biết tiếng Anh, và bằng trung bình nhưng mà tiếng Anh lại rất giỏi, thì chắc chắn là mình sẽ chọn mình bằng trung bình và tiếng Anh giỏi. Thì cái đấy nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Thì khi mà đấy là cái lý do tại sao phải học tiếng Anh. Phần tiếp theo là học tiếng Anh bằng cái gì? Đấy, cái phần tại sao thì mình nghĩ rằng là mình nói qua như thế thì các bạn cũng sẽ có động lực, đúng không? Như bạn Kiều Trinh vừa comment. Đấy. Thì phần tiếp theo là học tiếng Anh bằng cái gì? Nó sẽ xuất phát đầu tiên là phải bằng niềm tin. Các bạn phải học tiếng Anh bằng niềm tin. Tại sao lại thế? Bởi vì cái thứ quan trọng nhất trong tất cả mọi công việc các bạn làm, mọi thứ các bạn làm, nó sẽ luôn luôn xuất phát từ niềm tin. Tại sao lại thế? Khi mà các bạn bắt đầu với việc học tiếng Anh, bạn tin rằng là bạn không giỏi được, bạn tin là bạn không có năng khiếu, bạn tin là bạn không thể nào mà có thể giỏi tiếng Anh được, thì cái niềm tin đấy nó sẽ quyết định cái gì? Khi chúng ta tin vào một điều gì đấy nhá, thì chúng ta sẽ hành động dựa trên niềm tin đấy, đúng không? Ví dụ như bạn gặp một cô gái rất xinh, đấy, bạn tin là cô gái này mình sẽ không bao giờ có thể tán tỉnh được, mình không bao giờ có thể là làm bạn trai của cô gái này được, thì bạn sẽ hành động như nào? Bạn sẽ chỉ là kiểu tức là giao tiếp với cô ấy một cách rất là qua loa, để kiểu không dám lại gần luôn. Nếu bạn không dám lại gần cô ấy thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ có thể là bạn trai cô ấy. Nhưng mà nếu bạn tin rằng là bạn là có thể là bạn trai cô ấy chẳng hạn, bạn bắt chuyện cô ấy, bạn hiểu cô ấy chẳng hạn, có thể cô ấy không phải là người thích trai đẹp, có thể cô ấy là người thích thích một người có trí chẳng hạn, thì bạn lại có cơ hội. Tức là chúng ta nếu chúng ta không dám nghĩ là chúng ta có thể được nhá, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ có thể được. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể được, thì chúng ta vẫn luôn sẽ có một cái cơ hội nào đấy. Quay trở lại việc học tiếng Anh cũng sẽ như thế. Khi mà bạn tin rằng là bạn không bao giờ có thể giỏi tiếng Anh, thì nó sẽ ảnh hưởng như nào? Đầu tiên là mọi thứ bạn làm đối với tiếng Anh nó sẽ cực kỳ hời hợt. Bạn sẽ không bao giờ chịu ưu tiên tiếng Anh lên hàng đầu trong tất cả những gì bạn làm. Bạn sẽ không 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 đầu tư tiền bạc công sức vào việc học tiếng Anh. Ví dụ như bạn đi học thử một trung tâm tiếng Anh nào đấy chẳng hạn, cái trung tâm này bình thường, mình học cho nó vui thôi, cũng chẳng làm sao mà nó giúp mình giỏi tiếng Anh được, vân vân. Hay là mua tài liệu về cũng có bao giờ chịu học đến nơi đến chốn đâu. Thực ra thì ở đây nhá, mình biết thừa các bạn ấy là các bạn chẳng bao giờ dành được 2 tuần hoặc một nửa tháng học tiếng Anh suốt từ sáng đến tối. Nếu như mà các bạn chỉ cần dành thời gian một ngày 4 tiếng hoặc 5 tiếng, bạn học cho mình 2 tuần liên tiếp, bạn sẽ thấy là khả năng tiếng Anh của bạn khác đi một cách rõ rệt luôn. Vấn đề là bạn chưa bao giờ làm việc đấy, bởi vì các bạn chưa bao giờ tin rằng là mình có thể làm được việc đấy, đúng không? Đấy.
Thì đấy là cái liên quan đến niềm tin, và niềm tin đấy nhá, nó dẫn đến hành động không? Niềm tin xấu dẫn đến hành động hời hợt. Hành động hời hợt thì dẫn đến cái gì? Dẫn đến kết quả hời hợt. Tức là bạn bạn đối xử với tiếng Anh một cách rất là hời hợt, cái gì đi thi tiếng Anh thì điểm kém này, gặp Tây không bao giờ nói được câu nào này. Đấy. Và cái kết quả hời hợt đấy nhá, và nó sẽ lại là ảnh hưởng lại tiếp tục niềm tin, nó sẽ củng cố lại cái niềm tin của bạn là bạn sẽ không bao giờ giỏi được tiếng Anh, lại bạn lại sẽ rất là kém tiếng Anh rồi vân vân. Đấy thì nó sẽ luôn luôn là một cái vòng luẩn quẩn như này và bạn sẽ không bao giờ thoát ra được. Thì cái sự thay đổi đấy, mình muốn các bạn rằng là thay đổi ở đây, thay đổi ở một số cái xuất phát đầu tiên là xuất phát ở niềm tin này này. Thì thật ra nhé, có một số cái câu chuyện này mình kể cho các bạn để mình hy vọng là các bạn sẽ thay đổi niềm tin cho việc học tiếng Anh của bạn. Đầu tiên là học tiếng Anh liệu có mất nhất thiết phải, tại sao mình học 5 năm 10 năm mà không giỏi? Đúng không? Nào, các bạn có tự bao giờ tự hỏi câu hỏi rằng là tại sao mình học 5 năm hoặc 10 năm chưa giỏi không? Các bạn ở đây học tiếng Anh được bao nhiêu lâu rồi? Nào, các bạn thử comment đi, được bao nhiêu năm rồi? Như mình ngày xưa đến lúc thi đại học là mình đã học được tầm độ 7 năm, nhưng mà không thể nói được một câu nào. Đấy. Như bạn Kim Chi là được 10 năm. Tại sao chúng ta vẫn không giỏi? Bởi vì sao? Bởi vì là cái số giờ trong 10 năm đấy, số năm kiểu nghe nó rất hoành tráng đúng không? 10 năm. Nhưng mà thực ra cái tổng số giờ trong 10 năm đấy nhá, nó rất thảm hại. Đây 13 năm này, nhưng mà tổng số giờ trong 13 năm đấy có khi nó chỉ được tầm 14 giờ đó chẳng hạn. Đấy, vì thế là chúng ta không thể giỏi được. Thì đố các bạn biết rằng là tiếng Anh nhé với tiếng Việt nhé, đối với một người nước Lào chẳng hạn hoặc là một người Trung Quốc chẳng hạn, thì hai thứ tiếng đấy nhá, cái nào sẽ khó hơn? Nào, các bạn thì comment đi. Tiếng Anh với tiếng Việt nhá, cái nào sẽ khó hơn? Học khó hơn. Nào. Tiếng Anh với tiếng Việt thì có một cái nghiên cứu rằng là tiếng Việt sẽ mất tầm khoảng độ 1.100 giờ để giỏi tiếng Việt. Còn để mà để giỏi tiếng Anh thì chỉ mất 750 giờ thôi. Tức là tiếng Việt chúng ta đã thành thạo một ngôn ngữ là nó mức độ khó nó gấp rưỡi so với một thứ mà mình sẽ phải học. Tức là chúng ta đã giỏi được tiếng Việt thì việc mà chúng ta có thể giỏi được tiếng Anh thì nó không hoàn toàn là không khó khăn gì cả. Đấy là cái với lại cái con số 750 giờ đến đấy nhá, là con số mà để giỏi thực sự là kiểu xuất sắc ấy, là để có thể là trình độ cao nhất trong tiếng Anh rồi. Còn nếu như mà các bạn học chỉ để dùng nhá, chỉ để nói chuyện, chỉ để đi uống bia với người nước ngoài, chỉ để đi làm việc đối với người nước ngoài, hay là bạn chỉ để đi du lịch thôi chẳng hạn, thì cái số thời gian này nó sẽ còn thấp hơn nhiều. Nếu như mà bạn biết cách, tức là cái số thời gian đấy nó không phải 750 giờ mà nó sẽ chỉ tầm khoảng độ 200 đến 300 giờ học. Đây nha. Trung bình ra là 250 giờ nha. Có thể bạn nào không có năng khiếu lắm hoặc là tiếp thu nó bình thường thì là sẽ là 350 giờ đi. Mình trừ hao là 350 giờ đi, thì bạn dành cho mình một ngày 3 tiếng rưỡi. Bạn sẽ mất 100 ngày để bạn có thể nói chuyện với mình như như là mình nói chuyện tiếng Việt chẳng hạn, tức là nói chuyện không cần phiên dịch, không cần một cái gì cả. Thì đấy, chúng ta chỉ cần 3 tháng thôi. Mà cái việc 3 tháng này này là gần như ai cũng có thể giành được. Tức là nếu mà kiểu 4 tháng trở đi hoặc là 6 tháng trở đi thì nó sẽ quá là dài, chúng ta không đủ kiên nhẫn để học. Nhưng mà nếu chúng ta đốt cháy giai đoạn và chúng ta kiểu bỏ tất cả mọi thứ đi thì chỉ cần 3 tháng thôi là bạn có thể hoàn toàn nói chuyện tay đôi với mình bằng tiếng Anh. Đấy. Nhớ nhá, là chỉ cần 250 giờ đến 350 giờ là hoàn toàn bạn có thể giao tiếp một cách tiếng Anh thành thạo. Thì nó không khủng khiếp như bạn nghĩ đâu. Và bạn cái tiếp theo nhá. Các bạn khi mà mình mới học tiếng Anh ấy, mình nhìn vào cuốn từ điển ấy, mình phát hoảng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là cuốn từ điển nó rất dày như này. Và mình nhìn thấy nó rằng là, ôi, 75.000 từ cuốn dày như này, mình học đến bao giờ nó mới biết được hết 75.000 từ này?
15.000 từ là mình tính nhẩm là ok, một ngày mình học được 5 từ, 10 từ, một ngày 10 từ đi, cho nhiều đi, 10 ngày 10 từ đi. Thì sẽ mất bao nhiêu ngày để nhỉ? Mất 7.500 ngày. Đúng không nhỉ? Đấy, mất 7.500 ngày thì tính 20 năm. Trời ơi, mất 20 năm thì mới có thể là thành thạo được cuốn từ điển này. Thế thì bao giờ mới giỏi tiếng Anh được? Thế thôi thì chắc chắn là mình không thể giỏi tiếng Anh được rồi. Nhưng mà thực tế ra nhá, cái số từ vựng bạn sử dụng để trong giao tiếp hàng ngày thôi nhá, hoặc là bạn số từ vựng để bạn đủ hiểu xem phim để hiểu nhá, hoặc là bạn nghe ca nhạc để hiểu này, hay là bạn bạn nghe đài phát thanh hay là xem truyền hình vân vân để hiểu ấy, thì cái vốn từ vựng đấy nó chỉ cần từ 1.000 đến 1.500 từ thôi. Tức là sao? Là một ngày bạn học 10 từ là bạn sẽ đủ, trong vòng 3 tháng là bạn sẽ đủ vốn từ vựng để bạn có thể hiểu được phim, bạn có thể giao tiếp được một người ta một cách rất là ngon lành. Bởi vì tại sao mình lại nói thế? Bởi vì là cái từ nãy đến giờ nhá, tất cả những gì mà mình nói bằng bằng tiếng Việt nhá, nếu mà dịch sang tiếng Anh thì mình hoàn toàn có thể dùng được cho cái vốn từ 1.000 từ đấy để dịch sang tiếng Anh mà không có một cái chút gì khó khăn, hoặc là không có một chút gì, không có một cái gì là mình không không dịch được cả. Đấy, vì thế là các bạn nhìn nhìn tiếng Anh với một thứ mà 75.000 từ nó sẽ khác so với cả 1.000 từ, 1.200 từ đi. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy một thứ gì đó nó khả thi hơn ấy, thì động lực học của chúng ta sẽ khác đi rất là nhiều. Đấy, thì cái bạn Phương Trang có comment luôn là em có hơn 1.000 từ mà chẳng hiểu gì. Mình sẽ giải thích tại sao ở trong cái bài về học từ vựng. Tại sao cái có nhiều bạn học 1.000 từ mà không biết gì, bởi vì là không hiểu gì, bởi vì là thực ra cái 1.000 từ này ấy, nó sẽ có thể là những có rất nhiều từ trong đấy nó không thuộc cái nhóm từ vốn từ vựng cốt lõi của tiếng Anh. Chứ còn nếu như mà bạn 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 có 1.000 từ từ vựng cốt lõi nhé, là bạn hoàn toàn có thể là diễn đạt được tất cả các ý rồi. Cái việc tiếp theo là cái niềm tin tiếp theo ấy, là niềm tin mà trẻ con học tiếng Anh ngoại ngữ là tốt hơn người lớn. Và chúng ta bây giờ quá già rồi, chúng ta không thể nào mà có thể 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 thể, thể giỏi tiếng Anh được nữa. Thì mình nhá, mình học tiếng Anh từ hồi năm 19 tuổi và mình phát âm khá là tốt luôn, mình phát âm khá là chuẩn luôn. Mình cứ gặp tầm khoảng độ 10 bạn Mỹ nhá, là sẽ khoảng độ 6 bạn sẽ mở miệng ra là khen mình là giọng mày hay thế, mày học có đi sang nước ngoài hay không, có đi du học không, vân vân. Thì mà mình học mất tầm khoảng 10 tháng, tầm 10 tháng đến 1 năm. Và cái quá trình học của mình nó lập cập lắm, nó không có nhiều tài liệu như bây giờ. Các bạn bây giờ thì cũng không nhiều tài liệu hơn rất là nhiều. Thì cái việc mà trẻ con học ngoại ngữ dễ hơn người lớn, mình nghĩ đến cái niềm tin đấy hoàn toàn sai. Bởi vì là cái việc giao việc một ngôn ngữ nào đấy nhá, nó sẽ có rất nhiều thứ mà nó sẽ nằm ngoài cái bản chất, cái từ vựng hoặc là cái cấu trúc câu đấy. Ví dụ như là bởi vì giao tiếp mà, ví dụ như là bạn 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 nháy mắt người ta phát này chẳng hạn, thì trẻ con nó đâu biết cái nháy mắt đấy nó sẽ mang ý nghĩa gì, đúng không? Đấy, hoặc là ví dụ như là bạn bạn gặp một ông Tây chẳng hạn, bạn muốn hỏi đường người ta chẳng hạn, thì trẻ con nó sẽ không biết dùng ngôn ngữ cơ thể để chỉ đường. Ví dụ như là đến một quán quán cà phê chẳng hạn, bạn có thể là cho một đứa trẻ con tìm cách để diễn đạt được một cái để hỏi đường đi quán cà phê chẳng hạn, nhưng nó sẽ không làm được. Nhưng người lớn thì vẫn có thể dùng body language để kiểu dùng một cốc cà phê này kiểu 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 tìm tìm đường đấy. Thì chúng ta là người lớn ấy, thì chúng ta đã có sẵn cái bộ mà hiểu các tình huống giao tiếp đấy rồi, chúng ta có sẵn cái khả năng mà sử dụng body language, chúng ta có sẵn cái khả năng mà nói đường vòng vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể là giao tiếp tốt hơn và khả năng hấp thụ tốt hơn trẻ con rất là nhiều. Tại sao trẻ con học tốt hơn? Chỉ có đúng một lý do duy nhất ấy, là nó tin rằng là nó có thể học được. Nó không tin rằng là nó, bởi vì nó học thì nó cứ học vậy thôi, nó không ngồi phân vân như người lớn, nó không ngồi nghĩ rằng là ôi mình làm sao mà học giỏi được. Nó học là nó cứ cắm đầu nó học thôi. Và nếu như bạn chịu học tiếng Anh như trẻ con nhé, là bạn cứ cắm đầu vào học và học không cần biết rằng là mình bao giờ giỏi. Học cứ cứ cắm đầu học đến khi nào giỏi thôi, kiểu như là không biết thế nào là
là từ bỏ thì chắc chắn bạn sẽ giỏi. Đấy thì trẻ con chỉ khác đúng một cái niềm tin và cái thái độ đối với cái tiếng Anh ấy thôi, chứ còn thực tế ra thì cái khả năng nhận thức của nó là sao bằng người lớn được. Nên là các bạn đừng bao giờ bảo là mình già quá rồi nên mình không thể giỏi tiếng Anh được. Và kể cả học sinh bên trung tâm mình nhá, có những học sinh 50 tuổi, học sinh lớn tuổi nhất là 68 tuổi đến học trung tâm. Và người ta vẫn ghi chép rất cẩn thận, người ta vẫn học hành rất chăm chú, mang camera đến lớp ghi hình và vân về nhà làm bài tập chữa bài và rất cẩn thận. Các bạn ở đây á, mình cùng lắm các bạn là 30, ngoài 30 chứ mấy. Nên là không không thấm gì so với cả những cái tấm gương chăm chỉ lớn tuổi như thế kia. Và trong khóa 1 nhá. Trong khóa 1 có một cái có bác tên là Yến. Bác ấy sinh năm 56, bác ấy là bác sĩ. Và bây giờ bác ấy bắt đầu học tiếng Anh lại từ đầu. Và trên group của khóa 1 đấy, bác ấy rất hay chia sẻ cái trang web học cái này rồi cái phương pháp học cái kia, rồi bác ấy làm hẳn một cái clip để mà mô tả về cái việc học tiếng Anh của bác ấy như nào ấy. Nên là các bạn chưa là gì đâu, các bạn không 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 già được so với người ta đâu. Nên là việc học của các bạn ấy nó sẽ luôn luôn khả thi khi mà bạn nghĩ là nó khả thi. Còn nếu như bạn bạn nghĩ rằng bạn già rồi bạn không học được, đúng, bạn tin thế nào ấy, thì bạn sẽ luôn luôn đúng. Bạn nghĩ rằng là bạn không có khả năng để học tiếng Anh, bạn cũng đúng thôi. Bởi vì là bạn tin như thế thì bạn có học cái gì đâu, đúng không? Còn nếu như mà bạn tin rằng là mình có thể giỏi tiếng Anh thì bạn cũng đúng thôi. Bởi vì là bạn sẽ làm một cái gì đấy để mà có thể giỏi được tiếng Anh, đúng không? Đấy. Chứ còn những người 60 tuổi người ta còn học được, chứ người 25 tuổi thì vẫn còn rất rất nhiều thời gian. Vấn đề là mấy anh chị 25 tuổi có chịu bỏ bỏ thời gian để chịu học không thôi, hay là mãi yêu đương hay mãi mãi làm việc khác. Chứ còn những người 60 tuổi người ta vẫn học giỏi được thì chẳng có cái lý gì mà một người 25 tuổi không học được cả. Mình sẽ chia sẻ cái clip của bác đấy cho các bạn xem. Vấn đề là các bạn có chịu học tập theo người ta thôi. Thì học ngôn ngữ thì các bạn hãy học giống như một đứa trẻ, là đừng bao giờ đưa ra các cái ngụy biện như thế. Hãy đội mũ bảo hiểm. Ok. Phần niềm tin sai lầm thứ ba. Niềm tin sai lầm thứ ba là việc mà sẽ phải ra nước ngoài mới có thể thành thạo được ngôn ngữ đấy. Và sẽ phải ra nước ngoài thì mới nói hay được. Các bạn chắc là một số bạn ở đây cũng đã xem cái clip của kênh Start Channel. Thì có một bạn tên là Giang, bạn ấy phát âm cực kỳ hay, nói cực kỳ hay luôn. Và mấy cái bạn ở YouTube ấy, xem YouTube là cứ toàn comment dưới là bạn này đã phải ra nước ngoài, phải du học rồi mới nói thế, nhưng thực tế đâu, đấy là dân chuyên Pháp và học tiếng Anh mới được có mấy năm gần đây thôi mà bạn ấy nói tiếng Anh rất kinh. Thì chúng ta không cần thiết phải đi ra nước ngoài thì chúng ta mới có thể giao tiếp được. Mà vấn đề là chúng ta chỉ cần nạp đủ ngôn ngữ và chúng ta luyện đủ cái số lượng ngôn ngữ đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói được một cách tiếng Anh rất là ngon lành, chứ không cần nhất thiết phải ra nước ngoài. Đấy, thì mình vừa trình bày xong cái phần mà lý do tại sao học tiếng Anh, phần hãy đội mũ bảo hiểm khi học tiếng Anh, tức là hãy bỏ tất cả ngụy biện khi học tiếng Anh. Phần tiếp theo là cái phần mà mình sẽ nói về cái lịch trình, lộ trình học tiếng Anh của mình ngày xưa, để cho các bạn ấy xem là cái sẽ giống và sẽ khác với những bạn học viên ở đây như thế nào. Thì đầu tiên là cái thời mới mới nhập trường. Đố có các bạn biết nhé, trường nào là trường showbiz hàng đầu ở Việt Nam? Nhắc đến từ một cái trường đại học và showbiz thì mình nghĩ là trong đầu các bạn sẽ nghĩ ngay đến trường đại học Ngoại thương, bởi vì là có rất nhiều các cái bạn thi các chương trình game show kiểu như là MasterChef hay là hoa hậu hay là ca sĩ hay là MC vân vân. Đấy, thì ngoài ra ở Ngoại thương có một cái phong trào rất hay, đấy là học tiếng Anh rất kinh. Thì mình đếm sơ sơ ở Hà Nội nhé, canh trong vòng trong khoảng độ gần chục năm trở lại đây nhé, thì
chắc là phải có phải một nửa số trung tâm tiếng Anh là được mở ra bởi sinh viên ngoại thương. Các bạn có thể không biết đâu, bởi vì là họ không bao giờ công bố thông tin của giám đốc trung tâm lên là của ai. Nhưng mà mình điều tra ra thì dân ngoại thương mở đến quá nửa cái số lượng trung tâm tiếng Anh ở trên Hà Nội luôn. Thì vì thế nên là mình là dân khối A và cái trường này rất là tự ti. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có quá nhiều đứa giỏi tiếng Anh nên là thấy tự ti lắm. Đi thi TOEIC nhá, cái lần thi TOEIC của mình ấy, là mình trong suốt 1 tiếng đồng hồ các bạn nghe đấy nhá, mình chỉ nghe được đúng mỗi một cái từ gọi là picture, look at the picture, có mỗi cái từ đấy là mình nghe được. Và trong suốt 1 tiếng đấy là ngồi trong cái cảm giác tủi nhục, trong cái cảm giác xấu hổ vân vân đấy. Thì mình đã tìm mọi cách để biến được đau thương thành hành động. Và trong cái lúc đấy là mình đã niệm chú là sẽ phải học tiếng Anh giỏi bằng mọi giá, sẽ phải học tiếng Anh giỏi bằng mọi giá. Tức là trong cái lúc đấy là mình đã chỉ dành thời gian để mà ám thị bản thân mình là sẽ phải giỏi tiếng Anh trong vòng 1 năm tới. Thì sau khi đấy mà sau đấy thì cũng mặc dù là có động lực thì thôi, nhưng mà vẫn sợ tiếng Anh lắm. Một ngày mình đi lang thang trong trường, nhưng mình thấy một cái hội thảo của tập đoàn tên là Unilever. Thì tập đoàn đấy người ta giới thiệu về nghề nghiệp, mình thời gian rảnh mà, nên là đi vào đấy xem người ta nói cái gì để biết được và chuẩn bị chứ. Thực ra thì mình cũng 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 thích để biết xem là kiểu thích làm công việc hoành tráng, nên là đi vào đấy xem như nào để mình có chuẩn bị, xem là người ta yêu cầu kỹ năng gì, xem người ta thi tuyển như nào để biết đâu sau này ra trường thì mình còn được 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 làm công việc tốt như thế. Đấy. Thì trong người ta giới thiệu suốt từ A đến Z, và mình thấy là trong tất cả mọi phần thi của họ nhé đều của tiếng Anh. Nộp CV bằng tiếng Anh. Phỏng vấn lần đầu bằng tiếng Anh, rồi làm teamwork bằng tiếng Anh, tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Anh. Tức là gần như mình thấy là việc việc có tiếng Anh ấy, mình cứ hỏi, cứ 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 suy nghĩ trong đầu là thế thế người ta sẽ bỏ hết tất cả những người mà không người giỏi nhưng mà không có tiếng Anh à? Mình trong đầu mình suy nghĩ như thế, nhưng thực ra nếu mà tất cả họ nhé, họ đều nghĩ rằng là tất cả ứng viên đương nhiên là phải có tiếng Anh rồi. Ta sau buổi đấy mình thấy rằng là không có tiếng Anh thì là không thể nào mà sống được trong cái thế giới hội nhập như này, thế giới nghề nghiệp như này. Và nếu như không có tiếng Anh thì chắc chắn là không bao giờ có cửa, không bao giờ có vé để vào cửa mấy công ty đấy. Đấy. Thì các bạn ở đây nhá, cái bài học rút ra cho các bạn là gì? Các bạn sẽ phải nhất định là tìm cho mình một cái động lực học tiếng Anh nó thực sự rõ ràng. Ví dụ bạn là sinh viên trường Y chẳng hạn, có thể là ngày hôm nay bạn chưa thấy rằng là giá trị của tiếng Anh gì. Ok, bạn đi tìm các công việc mà có thể là người ta tuyển người sang nước ngoài ấy, để mà đi làm y tá, làm y sĩ hay là làm bác sĩ ở nước ngoài đi. Họ sẽ trả lương ngay lập tức, nó sẽ trả lương gấp 4, gấp 5 lần hoặc gấp 10 lần so với cái lương mà bạn nhận được ở ở Việt Nam. Ví dụ nhá, ở ở Việt Nam thì làm điều dưỡng thì chắc là lương tầm khoảng độ 5 6 triệu. Nhưng mà có tiếng Anh mà nhá, bạn ra bạn bạn là có một bên ấy, ngày xưa bên mình làm việc ở một bên để đào tạo cho mấy người đấy. Thì người ta chuyên kiểu môi giới lao động ấy, môi giới lao động ra nước ngoài làm điều dưỡng ấy, thì lương một tháng là tầm khoảng 2.000 2.500 đô. Đấy, thì mình nghĩ là tất nhiên là chi phí nó cao hơn, nhưng mà sẽ để được ra nhiều tiền hơn. Đấy, đấy là những bạn học trường Y. Rồi các cái ví dụ nó vô vàn lắm, học trường nào cũng sẽ thế. Ví dụ mấy bạn làm dân kỹ thuật, làm kỹ sư xây dựng chẳng hạn, thay vì làm cho công ty Việt Nam có thể làm cho Sumitomo hay là làm cho rất 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 nhiều cái tập đoàn khác, Hyundai vân vân đấy, thì lương gấp đôi luôn. Mình thấy người ta kể thế, thực ra mình không 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 khảo sát cụ thể, nhưng mà cái lương của những cái công việc như thế nó sẽ cao hơn đáng kể, rất đáng kể cho chỉ cần có thêm tiếng Anh thôi. Đấy, vì thế là các bạn tự tự chủ động vẽ nên cho mình một cái lộ trình nghề nghiệp cho nó thật sự rõ ràng. Tại sao mình phải làm công việc này, tại sao mình phải phải thi vào công ty này để mà được cái này được cái kia. Đấy,
thì các bạn đừng 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 bị động là kiểu như bèo dạt mây trôi ấy, là cứ đợi khi ra trường rồi tính, mà bạn phải tính luôn, tính ngay từ bây giờ đi, để rồi vài năm sau mình xin được công việc đấy thì nó chắc tay, chứ còn bây giờ không 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 lên kế hoạch gì chắc chắn là sẽ không không đâu vào đâu cả. Vì thế là cái muốn học tiếng Anh thì sẽ phải có một động lực rõ ràng, một cái hình ảnh rất rõ ràng. Nếu như bạn không không tự làm được thì hỏi anh chị của mình, hỏi những người đi trước xem là có tiếng Anh thì công việc em mong muốn sau này nó đòi hỏi tiếng Anh như nào, liệu bây giờ em tiếng Anh như này thì có được không, vân vân đấy. Thì các bạn có thể là có được câu trả lời rất rõ ràng và có động lực nó khác hẳn so với cả cả đợt trước ngay. Thì như bên mình làm đào tạo thì mình thấy là đào tạo cho mấy anh chị đi làm thì rất là dễ, rất thích, bởi vì là họ rất đã muốn học tiếng Anh lắm rồi. Chứ còn không như mấy cậu sinh viên năm nhất năm hai là học tiếng Anh cứ tưởng vậy, có không 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 quyết tâm lắm. Đấy thì các bạn phải có một cái động lực rất rõ ràng và hình ảnh rõ ràng thì tự dưng mọi thứ nó sẽ dễ dàng thôi. Cái sau khi mà tìm được động lực học tiếng Anh của mình nhá, là mình học, cái đầu tiên là học phát âm. Bởi vì sao? Bởi vì trường mình là cái năm đầu tiên là họ sẽ chương học phát âm, nó là cái chương trình bắt buộc, cái phần đầu tiên khi học ấy. Thì mình cũng bởi vì động lực học tiếng Anh của mình cao mà, nên là mình học phát âm rất nắn nót. Mình đã làm cái gì là mình muốn là kiểu nó ngon lành nhất có thể rồi. Bởi vì hồi đấy là mình cũng không biết rằng là có thể là học phát âm đến mức độ rất chuẩn ấy. Nên là mình học với tất cả sự chú ý của mình ấy. Ví dụ nha, đầu tiên là mình lên trên mạng mình tải tất cả các cái phần mềm gì về phát âm này, tất cả các video clip về về phát âm này, rồi mình học phát âm, mình dùng gương để mình sửa này. Những cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn sau, nhưng mà mình chỉ nói kiểu qua là đại ý thế thôi. Thì sau chỉ tầm khoảng 1 tháng nhé, là gần như một ngày mình học phát âm một ngày 1 tiếng để nói đau cả cổ luôn, cái đi ngủ đau hết hết cả cổ luôn, nhưng mà phải mỏi hết cả hàm này, kiểu bởi vì phải chú miệng ra mà, kiểu mà âm âm sờ âm rồi nhá, r hay là sh đấy, kiểu thấy phải phải chú miệng hết, nó đau hết cả miệng lên. Nhưng mà xong suốt sau 1 tháng rồi nhá, giọng phát âm của mình cực kỳ hay, tức là mình cầm một cái quyển từ điển lên mình đọc thì mình thu âm thì mình thấy là ui mình đọc khá giống người ta, đọc hay phết đấy. Đấy thì cái này nó mang lại cái lợi ích sâu sắc cho mình việc học tiếng Anh của mình sau này. Và mình khuyên các bạn rằng là khi mà học phát âm ấy thì các bạn sẽ nên đầu tư thời gian một cách rất nghiêm túc vào việc học phát âm. Đấy thì còn còn đọc như thế nào, đọc từ vựng như thế nào, đọc câu như thế nào thì sẽ có cái phần sau của chương trình, cái phần mà của thầy Đại để mà nói cho các bạn biết là về hướng dẫn từng âm một đấy. Thì mình trong chương trình học của chúng ta là sẽ có cái phần đấy để cho các bạn có thể là phát âm chuẩn được. Thì học phát âm chuẩn đấy nó có một số cái rất rất là sung sướng như sau. Đương nhiên là việc học nghe của bạn tốt lên rồi, nhưng mà nó sẽ mang lại cho bạn một cái sự tự tin và sang chảnh rất là thích. Những bản thân mình thì mình thấy rằng là khi cái hồi mình đi sang sinh nhá, cái anh người Việt Nam đi trước mình ấy, thì họ được được họ chào đón bình thường thôi. Nhưng mà đến lượt mình nhá, mình nói người ta vài câu đã. Excuse me, bla bla bla, mình không nhớ là nội dung là gì, nhưng mà mình nói tiếng Anh rất là chuẩn và người ta xưng hô với mình cái kiểu là sir, go this way sir. Đấy thì mình thấy là họ tôn trọng mình hơn so với những người khác. Đấy là mình rất sướng rồi, thấy kiểu thấy khá là hay. Thì rồi rồi gặp anh Tây, người ta anh Tây nào gần như anh Tây nào người ta cũng khen mình rất là mình rất thích. Rồi khi mà đi giao tiếp với người nước ngoài nha, mình rất tự tin giao tiếp. Mình cũng có tình cờ được đi tham dự một số chương trình, gặp một số người nước ngoài mà họ rất là có địa vị cao trong xã hội ấy. Và mình nói tiếng Anh chuẩn ấy, mình thấy là cả cái mình cũng rất là tự tin khi giao tiếp với người ta, mà không phải là giống kiểu tiếng Anh bồi, kiểu cảm giác nó rất chuyên nghiệp ấy. Những bạn nào mà phát âm tiếng Anh chuẩn nhá, mình thấy nó rất chuyên nghiệp. Và các bạn nên học phát âm làm sao để cho nó chuẩn, chứ không phải là
chỉ kiểu kiểu nó phải hay á, chứ không phải là chỉ nói cho người ta hiểu là xong. Đấy, thì học phân âm xong thì cũng cũng không biết làm thế nào tiếp. Điểm thi phân âm của mình là 8,5, là cũng trong 10 bạn điểm cao nhất lớp. Thì học xong thì không biết làm nào. Xong phân âm à? Ok, không biết làm nào. Thì tiếp theo là mình đi hỏi mấy bà chị học khối D của mình. Thì bởi vì là dân khối D ấy, nên là cái sách họ đưa cho mình là sách đầu tiên là em học ngữ pháp đi. Em học hết cái cuốn Màu xanh xanh của Raymond Murphy đi. Đấy. Đấy rất quan trọng, ngữ pháp rất quan trọng, mà không có ngữ pháp là không viết được đâu. Bla bla bla. Mình cũng học theo người ta, thì học hì hục cày cày hết nửa quyển đấy. Tức là các bạn biết là cái động lực mình lớn đến nỗi mà mình học hết một nửa quyển của Raymond Murphy nha, nó phải dày bằng này này, mất tầm khoảng độ gần 1 tháng để học hết một nửa cái đấy. Và mình học hết một nửa, hết 1 tháng xong mình gặp sách lại, mình không nhớ một cái gì cả, không nhớ các quy tắc ngữ pháp, không thêm từ vựng, không thấy chẳng được cái gì cả. Và thấy ồ, đến lúc này thì thôi, mình làm gì có năng khiếu học tiếng Anh, chán quá này tiếng Anh này, học tiếng Anh kiểu này chết, nhưng là sao mà giỏi được. Đấy, vì thế là mình sau cái thời gian đấy là mình cũng thấy rất nản đấy. Các bạn ở đây chắc chắn là các bạn đã từng có cái cảm giác đấy, tức là đụng vào một tài liệu mà mình thấy không thấy tiến bộ gì cả thì nó sẽ rất nản. Thì nó bị, mình cũng bị trầm cảm suốt mấy tuần liền, không không động gì tiếng Anh luôn. Nhưng mà câu chuyện nói chung là dòng đời xô đẩy là cuối cùng là vẫn sẽ quay trở lại ý nghĩ là sẽ phải học tiếng Anh hết, không có cách này thì sẽ phải học cách khác. Nói chung là phải học tiếng Anh giỏi thì mới có nhiều đứa yêu. Thì cũng thật ra là cũng cũng may là hồi sinh viên ấy, là mình thứ nhất là mình FA này, cái thứ hai là mình thi tất cả các câu lạc bộ là trượt hết, thi 5 câu lạc bộ trượt hết cả 5 câu lạc bộ luôn, kiểu kiểu vừa dốt tiếng Anh này, vừa không không được một cái nơi nào người ta chứa chấp ấy. Đấy, thế là kiểu cảm giác giá trị bản thân đang từ như này xuống xuống thấp như này. Mình đỗ top 100 trường của ngoại thương, mà đỗ cả Y Hà Nội khối B nữa, hoành tráng. Nhưng mà kiểu sau thế đấy là kiểu kiểu bom xịt luôn, không phải bom tấn nữa. Thì mình lại phải quay trở lại để mà học tiếng Anh và tìm mọi cách để học tiếng Anh. Thì đối với cả học tiếng Anh thì mình tình cờ xem trên mạng có một cái ông bảo là học tiếng Anh phải là học giống như một đứa trẻ con, là phải học nghe nói trước đọc viết sau. Không có lý đấy, đúng đấy, bởi vì trẻ con nó học tiếng Anh nó đâu cần sách vở gì đâu, đúng không? Trẻ con nó học không, bạn học tiếng Việt thì đâu cần sách vở gì, không cần từ điển, không cần sách vở gì, không cần giáo trình gì, không cần trung tâm nào, không cần giáo viên giỏi mà vẫn giỏi được đấy thôi, thì nên phải học tiếng Anh trước bằng cách là nghe nói trước đọc viết sau. Thật ra ấy, thì tự học nó khá là khó. Nếu như mà ngày đấy, hồi đấy mà mình có tiền thì chắc là mình đi học thêm trung tâm rồi, nhưng mà hồi đấy không có tiền nên là tự học. Mà tự học có một cái là không biết đường nào một lần đấy. Thì mình bắt tay vào việc học trước, bạn thông cảm, điện thoại mình bị rơi. Ok. Thì đấy, nghe nói trước đọc viết sau. Thì mình thấy rằng là cái khoảng thời gian lúc đầu học tiếng Anh ấy, là khoảng thời gian khổ nhất và khó nhất. Mình rất hiểu cái tâm trạng của các bạn lúc và lúc này. Bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ các bạn cầm một tờ giấy lên, cầm một cuốn sách lên á, thấy thấy toàn từ mới. Cái đấy là mình rất hiểu cái tâm lý của các bạn, bởi vì là ngày xưa mình cũng bắt đầu như thế mà. Mình thấy từ nào cũng là từ mới, mà nếu mà dành thời gian tra một nửa trang A4 này á, có khi mất
có khi mất cả tiếng đồng hồ mới tra xong. Thế là học tiếng Anh thời gian đầu là kiểu cảm giác nó tuyệt vọng ghê gớm luôn đấy, thì mà lại còn không thể học ngữ pháp. Học đọc sách tiếng Anh thì toàn từ mới đấy, cảm giác khó chưa. Thì mình tìm hiểu thêm thì mình thấy rằng là sách mọi cái à ngày đấy nhá, cái các bạn có biết từ màu hồng nghĩa tiếng Anh nghĩa là gì không? Các bạn nếu các bạn ở đây nhá, các bạn mà biết nghĩa của từ màu hồng ấy là bạn giỏi hơn mình cái thời gian đấy đấy. Thời gian đấy mình còn không biết từ màu hồng nghĩa là gì, mà từ pink mình còn không biết nghĩa là gì cơ mà. Thì các bạn phải biết là trình độ tiếng Anh mình nó thấp đến mức độ như nào. Thì cái chặng đầu tiên ấy là mình sẽ tìm cách để mà hiểu, tức là làm thế nào để mà có được cái, để hiểu thì phải phải có cái gì, phải có từ vựng đúng không? Không có từ vựng thì không hiểu được, không có từ vựng thì cũng không đọc được. Vì thế là cái đầu tiên ấy là mình sẽ học, vừa vừa học để nghe nhé và vừa học để hiểu. Thì cái trong 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 tiếng Anh nhá, như mình nói đấy, có 1.200 từ là bạn sẽ thành công. Và mình thấy rằng là mình lên trên mạng tải vào cái danh sách, tức là vốn từ vựng gần như không biết gì nhá, đấy thì mình lên trên mạng mình tải vào cái danh sách 300 từ cốt lõi của tiếng Anh rồi mình học, mình dành hết tất cả cái nỗ lực của cái quyết tâm còn lại của mình trong thời gian đấy nhé, và mình học trâu bò để mà có được được 300 từ đấy. Ví dụ như từ là từ ví dụ từ những từ căn bản như từ go này, từ fly này, vân vân này, từ bay vân vân này, kiểu đấy. Thì tức là trước mắt là mình sẽ có được được một cái vốn từ vựng cốt lõi đã đấy. Và tiếp theo là khi mà sau khi mà có được cái vốn từ vựng cốt lõi đấy là mình bắt đầu chọn những cái loại tài liệu luyện nghe, và vừa luyện nghe vừa vừa học từ vựng từ chính các tài liệu luyện nghe đấy. Thì trong khi mà mới khi mới học thì mình cũng gặp một vấn đề là mình bị quên từ vựng rất nhiều. Mình gặp mà dùng tài liệu nghe một ngày mình chăm chỉ nghe đó, mình cứ thấy từ mới là mình ghi hết lại. Và một ngày có thể là gặp được khoảng độ 20 từ vựng đến 30 từ vựng đấy, nhưng mà 3 ngày sau là quên hết, phải quên đến 80% số đấy, và tuần sau là quên đến 90%. Các bạn có gặp vấn đề đấy không? Vấn đề là học tiếng Anh nó cực kỳ nản luôn. Thì mình cũng thấy khá là nản với các cái tài liệu luyện nghe, bởi vì thực ra hồi đấy là mình cũng chỉ có mấy quyển TOEIC để học thôi, mấy quyển Starter TOEIC, rồi mấy quyển Target TOEIC đấy, học cái đấy mấy quyển đấy nó khó quá nên nó không không thể vào được. Và mình nghiệm ra rằng là những cái từ mà mình học được nhé là chủ yếu là qua nghe nhạc, bởi vì mình thích nghe nhạc mà. Mình nghe một ngày mình nghe nhạc rất là nhiều. Thực ra hồi cấp 3 ấy, mặc dù không có chữ tiếng Anh nào vẫn thích NSYNC rồi Backstreet Boys rồi Britney vân vân đấy. Thì hóa ra là mình cũng nhớ được từ vựng, nhưng mà nó không phải là theo kiểu học bằng những cái tài liệu luyện nghe kia, mà từ vựng của mình chủ yếu là nghe nhạc. Bởi vì một là nghe nhạc nó khá là vui, cái thứ hai là được gặp nhiều. Vì thế là mình đầu tư thời gian thêm để học chuyện nghe nhạc. Và mình nghiệm ra một cái nữa là các từ vựng mình học nhá, mình chỉ nhớ được khi mà mình được gặp nó các lần sau thôi. Và mình sẽ chỉ học những từ mà mình gặp lần thứ ba, lần thứ tư rồi. Tức là những cái từ đấy mà mình hay gặp ấy, thì mình mới ghi lại. Và tự dưng qua một thời gian là vốn từ vựng của mình lên khá là đáng kể, bởi vì là mình học qua qua nhạc, rồi có một chút nhạc nhé, rồi rồi vốn từ vựng mình cũng lên được khoảng độ 500 đến 700 từ rồi. Thì mình sẽ bắt đầu xem phim. Mình xem phim thì cũng cũng không xem phim có lẽ là công cụ học tiếng Anh giúp mình lên nhanh nhất.
Bởi vì cái tức là cái lúc đấy nhá, là đã bỏ hết tất cả mọi thứ học trên trường rồi, tức là kiểu quên đi là mình đang đang phải học thi trên trường, hay là quên đi tất cả mọi thứ, quên đi cuộc đua mình sẽ phải học tiếng Anh so sánh với những người khác, mà chỉ học tiếng Anh bởi vì thích, bởi vì học hàng ngày thôi. Thì mình bắt đầu xem phim, và mình chọn những cái phim mà nó sẽ cũng sẽ khá là dễ, phim hoạt hình thôi. Thì xem phim hoạt hình đối với trong trong vòng một năm nhé, chỉ trong vòng một năm mình xem đến 600 phim. Đấy là cái lợi thế của một người vô công rồi nghề, là chỉ có thời gian để học tiếng Anh thôi. Và một năm đấy xem 600 phim, mình xem phim 600 phim nữa là một ngày xem được 2 phim đến 3 phim. Tất nhiên là có những ngày ngày mình đi chơi thì mình sẽ không không xem phim, nhưng một ngày trung bình là sẽ xem một 2 đến 3 phim. Và trong thời gian đấy á, tất nhiên là cái lúc mà lênh đênh giữa biển ấy, lúc lênh đênh mà kiểu không biết rằng là biết nơi đâu là bến bờ ấy, thì cảm giác nó học nó chơi vơi lắm. Và các bạn ở đây cũng cũng sẽ gặp vấn đề đấy, sẽ thấy rằng là mình học chơi vơi thế, mình không biết bao giờ giỏi được đây. Và mình cũng có tâm lý đấy, nhưng mà mình học theo kiểu là cứ học thôi, học kệ, cứ học thôi. Và đến một ngày nhá, đến một ngày mình gọi cái khoảnh khắc này, gọi là cái khoảnh khắc mà khoảnh khắc tỏa sáng. Mình xem phim sau tầm một độ 3 tháng khi mà xem phim nhá, một ngày mình bật cái kênh MTV lên, và họ nói trong vòng hơn một phút, họ nói trong vòng hơn một phút nhá, và tự dưng là mình nghe được hết cái nội dung của họ nói trong vòng một phút đấy. Tự dưng là cái cảm giác chiến thắng nó tuôn trào trong trong cơ thể luôn, kiểu như là cảm giác mình đã đạt được một cái việc mà cực kỳ sung sướng, là mình đã chinh phục được một phần tiếng Anh, mình có thể giỏi được tiếng Anh rồi. Ok, tiếng Anh mình khả thi rồi, không có gì là cuộc đời mình đã sang trang mới rồi, bởi vì là mình đã có thể nghe được một đoạn tiếng Anh đấy. Cái lúc đấy là rất sướng luôn. Thì cũng đấy, thì khoảng thời gian 3 tháng để mà có thể nghe hiểu được một đoạn đấy thì nó không 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 hề khó khăn gì cả. Và ngay trong những bạn học sinh của cái group nhóm 1 nhé, có bạn đã áp dụng theo lời khuyên của mình là bật tiếng Anh suốt từ sáng đến tối. Và bạn ấy thi bài thi trên 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 thi bài thi thử của Topeka ấy, bạn ấy được 250 trên 250 điểm luôn. Đấy, chỉ trong một thời gian không hề dài gì cả. Thì các bạn hoàn toàn có thể làm được việc này nếu như bạn chịu nghe suốt từ sáng đến tối. Và cái buổi thứ năm tuần này sẽ là buổi hướng dẫn về kỹ năng nghe. Các bạn đừng bỏ qua nha, buổi kỹ năng nghe ấy hơi bị hay luôn. Rất rất quan trọng luôn. Kỹ năng nghe sau khi buổi đấy các bạn sẽ thấy là nó không có gì đáng sợ nữa. Đấy, thì khi mà ngoài phim ra thì mình cũng có thử một số cái phần mềm và tài liệu khác. Bởi vì là hồi sinh viên thì mình cũng có đi làm thêm, đi buôn bán một số cái, cũng có ít tiền, cũng có tầm một độ hơn 2 triệu. Thì mua ổ cứng hết 1 triệu 2, 1 triệu 250 nghìn. Hồi đấy là cái ổ cứng đấy là 250 GB, là ổ cứng to thứ nhì luôn đấy. Cái thời mình mua là ổ cứng nó bé đấy, không có cái loại mấy terabyte như bây giờ đâu. Thì còn lại mấy trăm nghìn còn lại là mình mua tài liệu học tiếng Anh hết, tức là gần như có một xu nào trong túi là dốc hết vào việc học tiếng Anh. Và trong đĩa, trong cái ổ cứng của mình sẽ có thường trực có hơn 100 GB tài liệu phần mềm và tài liệu học tiếng Anh, rồi 100 GB còn lại là sẽ là phim. Đấy, thì các bạn ở đây nên phải phải kiểu tất tay với việc học tiếng Anh như thế, kiểu như là hãy dồn tất cả những nguồn lực mình có để mà học tiếng Anh đến khi nào giỏi thôi. Thì trong khi mà xem phim thì mình cũng có thử xem mấy cái phần mềm đấy, thì mình thử xem hết từ phần mềm này đến phần mềm kia, nhưng mà thực ra nó cũng không không hiệu quả bằng việc xem phim. Thì có khi mình nghiệm ra rằng là chỉ cần một tài liệu là phim thôi đã thay đổi cái tiếng Anh của mình rất nhiều rồi. Tức là câu chuyện là không cần biết bạn có tài liệu gì, không cần biết là bạn học ở đâu, không cần biết bạn giáo viên bạn là ai, nhưng mà nếu một ngày
Bạn dành ra 3 tiếng, bạn học được 20 từ mới, bạn viết được chục câu chẳng hạn, thì trong 3 tháng bạn sẽ tiếng Anh bạn sẽ dùng được ngon lành. Tức là tiếng Anh bạn sẽ lên rất nhanh. Thì một người mà có tận 100 GB phần mềm để mà học tiếng Anh, nó các bạn đừng nghĩ là nó sẽ học nhanh hơn một người mà chỉ có 100 GB phim. Mà có khi cái thời gian mà mình dành thời gian để mà thử sai tất cả cái đống phần mềm đấy, nó cũng mất rất nhiều thời gian, rất là phí thời gian để mà tìm các cái tài liệu để học như thế. Thì cái giây phút cái xong cái chặng mà nghe tiếng Anh để hiểu nhá, thì trong cái trong quá trình mà học tiếng Anh để hiểu thế nhá, thì tình cờ có một ngày mình học được cái phương pháp học từ vựng. Thực ra trước trước đấy nhá, trong khoảng thời gian đấy nhá, học từ vựng nó cũng kiểu khá là kiểu năm ăn năm thua ấy, học được 10 từ thì nhớ được 5 từ là may. Mình học từ vựng kiểu thô bạo ấy, kiểu một cột tiếng Anh, một cột tiếng Việt, che cột tiếng Anh đi, sao lại viết cột tiếng Anh tiếp sang bên này, rồi lại che tiếp đi, thì học kiểu thô bạo đấy đi thì nó chỉ nhớ được 1-2 ngày thôi. Đấy, thì đến một thời gian thì là mình mua được quyển sách Tôi Thầy Giỏi Bạn Cũng Thế. Trong cái đấy thì nó có một cái phần hướng dẫn học từ vựng rất là hay, đó là kỹ thuật âm thanh tương tự. Mình áp dụng kỹ thuật âm thanh tương tự đấy, có ngày đỉnh điểm mình học được gần 100 từ. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào trong buổi thứ ba là buổi về từ vựng. Các bạn chưa cần phải hỏi xem là cái đấy nó học như nào và vân vân. Buổi thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn, là tối thứ bảy tuần này, là mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết học từ vựng như thế nào. Đấy, thì tự dưng là kiểu như diều gặp gió luôn. Thì trong một thời gian ngắn thôi, vốn từ vựng mình lên rất khủng khiếp luôn. Tức là cái phần hiểu của mình ấy, nó rất là dễ dàng. Mình xem phim mình có thể hiểu nội dung của nó rất là dễ dàng. Nhưng mà hay là mình đọc sách mình có thể hiểu nó rất là dễ dàng. Nhưng mà có một vấn đề là một hôm nhá, mình ngồi cạnh một quán cà phê, mình ngồi với một anh Tây, thì anh nói gì mình hiểu hết, bởi vì cái khả năng hiểu mình rất tốt mà. Nhưng mà mình thấy là mình không nói được, kiểu có những cái câu rất đơn giản mà không thể nào mà nói ra được, chẳng hiểu sao nó cứ bị tắc hết trong đầu, kiểu không thể nào mà ghép câu lại, ghép thành câu mà có thể nói được ra tự tin được. Một là sợ sai ngữ pháp, sợ người ta cười cho. Cái thứ hai là cái từ đấy mình biết mà, từ đấy là gì nhỉ, tức là một từ mất tầm khoảng độ 5 giây 10 giây mới mới lôi được nó ra khỏi khỏi tâm lý, khỏi tâm trí đấy. Thì các bạn cũng sẽ gặp cái lúc vấn đề như thế. Thì mình thấy là đúng rồi, thế này không được, giao tiếp thế này thì làm sao mà người ta thích nói chuyện với mình được. Vì thế là mình cái chặng thứ hai của mình là mình học tiếng Anh để dùng, tức là học tiếng Anh để làm sao để nói, làm sao để nói cho người ta hiểu. Và mình thay đổi cái cách mình xem phim, tức là vẫn vẫn cái tài liệu xem phim đấy nhá, và mình thay đổi cách luyện xem phim đi. Và khi xem phim thì mình nhại theo những gì người ta nói để mà tăng, như thế nó vừa tăng khả năng nghe, nó vừa tăng khả năng nói. Và khi mà người ta không không nói gì nhá, thì mình sẽ bình luận phim. Và mình tập thêm một cái thói quen nữa là thói quen suy nghĩ bằng tiếng Anh và lẩm bẩm bằng tiếng Anh. Thì các bạn mà thấy mình đi trên đường ở chùa Láng chẳng hạn nhá, các bạn có thể bắt gặp được, tình cờ bắt gặp là miệng mình cứ lẩm bẩm cái gì ấy. Đấy là khi mình đến cái thói quen là lại vẫn đến tận bây giờ ấy, là mình thi thoảng mình comment các thứ trên đường bằng tiếng Anh. Đấy, kiểu kiểu nó quen, thói quen nó thành 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 lối sống luôn ấy. Vì thế nên là mình không cần môi trường nào, mình không cần giáo viên, không cần môi trường nào mà mình vẫn có thể là có được cái suy nghĩ bằng tiếng Anh và có thể phản xạ bằng tiếng Anh như thế. Thì cái nội dung của cái việc học speaking như nào, học tiếng Anh qua phim như nào nữa, hay là tìm cái nguồn nào hay là tài liệu nào để nói, thì mình sẽ nói vào buổi thứ tư. Rồi trong chương trình này nhá, có một phần rất hay của cô Thủy. Cô Thủy sẽ dạy các bạn làm thế nào để mà nói gần như là nói được luôn, kiểu là dữ liệu phản xạ nói cực kỳ nhanh ấy.
và rồi học tiếng Anh qua collocation vân vân, thì các bạn cũng sẽ không nên không thể bỏ qua được cái phần của cô Thủy, tức là phần buổi thứ năm và buổi thứ sáu của chương trình đấy. Thì sau khi mà học tiếng Anh để dùng rồi thì mình thấy rằng là cái khả năng tiếng Anh của mình khá là tốt, mình cũng có thể nói chuyện với mấy bạn Tây cũng khá là tự tin. Thực ra thì có thể không không chuyên nghiệp lắm đâu, nhưng mà tự tin là tự tin thật, là nói chuyện người ta kiểu dẫn người ta đi chơi hay là gì đấy đấy. Rồi phần tiếp theo, chặng tiếp theo nhá, là mình học tiếng Anh một cách chuyên nghiệp, là mình đọc sách và mình là mình học nghề bằng tiếng Anh đấy nhá. Thì nhiều bạn ấy, nhiều bạn hay bị tắc ở cái khúc này, tức là đến trình độ gọi là đủ dùng, không biết làm nào để mà lên được trình độ cao hơn nữa. Thì đối với mình, để mà trình độ lên tiếng Anh mức độ chuyên nghiệp ấy, là mình hay đọc sách này, mình hay nghe nghe các bài giảng bằng tiếng Anh bằng video này. Thì cái mình có 80 GB tài liệu bài giảng bằng tiếng Anh audio ấy. Và các bạn biết không, mình nghe trong vòng 2 năm nhé, mình nghe hết tầm khoảng độ, tính ra là tầm khoảng độ 2.000 giờ, 2.000 giờ các bài giảng bằng tiếng Anh. Tức là tính ra cuốn, nếu mà tính ra sách nó phải mấy trăm cuốn ấy. Và mình nghe tiếng Anh nhiều đến mức độ mà mình bây giờ mình nghe tiếng Anh nó giống hệt như là các bạn nghe thời sự, tức là không cần chú tâm lắm vẫn hiểu được nội dung người ta nói gì. Thì nghe đến mức độ mà nó nhiều đến mức độ như thế thì tự dưng tiếng Anh nó trở nên cực kỳ dễ dàng luôn. Thì cái đấy là để luyện tiếng Anh nghe, còn luyện kỹ năng đọc thì mình đọc rất nhiều sách, và sau khi đọc tầm một độ 3 cuốn thì tự dưng là trình độ đọc của mình rất tốt. Và trong các cái quãng đường học tiếng Anh của mình nhá, thì mình khá là ít học viết, nhưng mà tức là một bài viết của mình thì mất thời gian gấp gấp đôi hoặc gấp ba một người khác, nhưng mà nó vẫn rất hay, vẫn rất chuẩn văn phong, rất chuẩn ngữ pháp vân vân nhé. Bởi vì là mình đọc quá nhiều, viết nó không 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 thành phản xạ được, nhưng mà bởi vì đọc quá nhiều nên là viết rất hay, kiểu các cấu trúc câu câu phức rồi các thứ nó khá là hay. Thì đấy là cái quãng đường học tiếng Anh nhá. Rồi rồi cái khoảnh khắc chiến thắng ấy là cái khoảnh khắc mà trở lại với bài thi TOEIC, thi cuối kỳ TOEIC. Tức là cho đến giây phút này nhá, mình là vẫn là một người mà vô danh tiểu tốt trong lớp, và mình cũng không nghĩ rằng là điểm thi TOEIC của mình cao đâu. Mình cũng sẽ không hề nghĩ là mình sẽ tự tin đến cái thi TOEIC này, bởi vì trong tâm trí là TOEIC vẫn là một thứ gì đấy nó khá là đáng sợ, bởi vì mình trong suốt một thời gian dài đấy là không có một cái thước đo gì về tiếng Anh của mình cả đấy. Thì thi TOEIC lần đấy vào trong phòng thi nhá, thì đến bài thi nghe này, tự dưng á, mình không thể hiểu tại sao người ta nói chậm thế. Tức là mọi thứ ấy, kiểu bởi vì là mình xem phim nhiều nhá, kiểu xem phim nhiều kiểu như là người ta đánh võ nhanh 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 ấy. Nhưng mà khi mà xem nghe mấy bài thi thôi thì nó chậm, kiểu người ta ngữ mình xem phim nhiều nên là cảm giác nhiều giống như là tôi chậm ấy, thi chậm ấy. Thì là look at the picture number two, tức là bạn sẽ thấy là khi bạn xem phim nhiều nhá, thấy là các bài thi kiểu như tôi là cực kỳ dễ dàng, và sau khi làm bài thi mình được 8,5 trên 10, kể cả bài thi ngữ pháp các thứ mình làm khá tốt luôn. Mình cũng thấy rất bất ngờ, bước ra khỏi phòng thi mình trong top 4 bạn điểm cao nhất lớp luôn, và tự dưng thành một hiện tượng trong cả lớp luôn. Và rất nhiều bạn trong lớp là hỏi xem là học tiếng Anh ở đâu hay là học tiếng Anh như thế nào mà sao mà điểm học kinh thế. Thì đến lúc đấy là mình thấy là tiếng Anh người đã tiếng Anh của mình đã qua một cái mức độ đã vượt qua một cái chặng đường dài và đi qua một đẳng cấp khác khác rồi. Thì chốt lại nhá, mình thấy là sau khi mà học tiếng Anh như thế nhá, thì cái thế giới và cái tính cách của con người mình nó khác khác đi rất nhiều. Đầu tiên là việc mình học,
mình học, bây giờ mình muốn học một cái gì đấy, mình chỉ cần vài click thôi là cả cái internet này là trường học của mình, là gần như không thiếu bất kỳ một cái thứ gì mình muốn học mà mình không học được. Đấy là cái thứ hai là cái giải trí. Cái thứ hai giải trí là mình không không gần như đến bây giờ mình rất ít đọc sách, đọc báo lá cải tiếng Việt, hay là rất ít là lên mấy cái trang trang giải trí bằng tiếng Việt, mà hoàn toàn là lên mấy trang giải trí của nước ngoài. Rất nhiều cái hay ho, có khi chơi cả ngày không chán. Cái tiếp theo nữa là du lịch. Khi nào mà chán chỉ cần xách visa lên và đi, rất là sung sướng. Là gần như là không, cái bể cá của mình nó được rộng hơn rất là nhiều, là hẳn là một cái hồ chứ không phải là một cái ao nữa. Đấy. Thì người có tiếng Anh ấy thì giống như kiểu được chắp cánh bay xa hơn rất là nhiều. Còn nếu bạn không có tiếng Anh thì chắc chắn là bạn sẽ chỉ loanh quanh ở Việt Nam thôi. Tất nhiên là đi du lịch ở Việt Nam thì cũng tốt thôi, nhưng mà đi ra nước ngoài bạn sẽ mở mang tầm mắt rất nhiều, sẽ thấy rất nhiều thứ thú vị. Rồi còn về công việc nữa, mình sẽ không chỉ học, không chỉ làm cho công ty Việt Nam mà có thể apply cho các công ty nước ngoài. Đấy. Thì đấy nhá, mình xin tổng kết lại nhá. Cái phần nói vừa rồi của mình ấy, là cái chặng đường của mình đầu tiên là học phát âm này, cái thứ hai là học tiếng Anh để hiểu này, cái thứ ba là học tiếng Anh để dùng này, cái thứ tư là học tiếng Anh để lên mức độ chuyên nghiệp này. Thì trong những cái chặng đường như thế thì không phải lúc nào nó cũng trơn tru, nhưng mà gần như là không một cái giây phút nào mình mất đi cái sự tập trung cho tiếng Anh, và không một giây phút nào mình quên đi là mình sẽ phải học tiếng Anh cho đến giỏi thì thôi. Thì cái công thức mà để giỏi tiếng Anh nhá, là nó sẽ bao gồm một số thứ sau. Thứ nhất là bạn sẽ phải ưu tiên tiếng Anh lên là số 1. Bạn có thể là đang phải nuôi con nhỏ, bạn có thể là đang làm công việc nào đấy vân vân. Ở trung tâm mình có chị đã từng là chị gửi gửi con về quê cho bố mẹ chăm để chị học tiếng Anh trong 2 tháng. Đấy. Người ta sẵn sàng làm những việc như thế. Tất nhiên là ông bà chăm thì cũng không thua kém gì cả mẹ chăm, nhưng mà xa con thì ai chả nhớ. Nhưng mà đấy, cái đấy là cái người ta sẵn sàng hy sinh để mà người ta có thể giỏi tiếng Anh. Thì các bạn phải học giống như người như thế, là sẵn sàng là bỏ tất cả mọi thứ đi để mà học tiếng Anh, và ưu tiên tiếng Anh lên lên hàng đầu. Còn những bạn đang chuẩn bị ôn thi đại học thì cứ thi ôn thi sao cho đỗ đã, rồi lên đại học học tiếng Anh sau cũng được. Thì đối với như mình ngày xưa nhá, là mình học suốt, học tiếng Anh suốt từ sáng đến tối, có khi 9:30 sáng là phải đi thi một môn nào đấy trên trường. Mình sẽ học tiếng Anh đến 9:30 phút còn lại mới bắt đầu chạy đến trường để thi. Cái việc việc tiếp theo ấy là việc các bạn sẽ không được từ bỏ. Cái này nó rất là quan trọng, bởi vì là có thể là mình không đưa được cho bạn cái phương pháp học hợp lý. Ok. Có thể là các bạn không hợp với cả những gì mình truyền đạt, nhưng mà sẽ luôn luôn có một cái người thầy nào đó khác trên mạng. Bạn sẽ tìm được người thầy đấy và cái phương pháp của họ sẽ phù hợp với bạn. Thì chúng ta ở đây nhé, chúng ta đừng 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 nghĩ rằng là tiếng Anh nó chỉ có một đường cột, mà không có đường này thì mình đi đường khác. Không có nếu đi qua sông thì bắc cầu, mà nếu gặp núi thì xẻ núi. Thì đừng bao giờ thấy rằng là bị hết cách. Luôn luôn có cách nếu như mà chúng ta chịu tìm 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 hiểu và chịu tìm tìm cách để mà vượt qua. Đấy. Nếu có khi phải học đến người thầy thứ 10 mới giỏi tiếng Anh được, thì cứ học thôi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Và cái tiếp theo nữa là học tiếng Anh để yêu. Tức là tiếng Anh nó không hề khó nhé. Nó chỉ khó khi mà chúng ta học những thứ mà chúng ta chán. Còn như mình nhá, học tiếng Anh qua phim này. Phim là thứ mà mình có thể xem suốt từ sáng đến tối, đến bây giờ vẫn thích xem. Thì các bạn mà có được cái tài liệu bạn 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 thích đấy nhá, các bạn nữ này có thể là bạn thích make up, có thể thích về thời trang, thì tải mấy cái cuốn tạp chí nước ngoài về thời trang về mà đọc, hoặc là lên trên mạng ấy xem mấy cái vlog của mấy cái chị vlogger mà chuyên làm về make up, chuyên làm về thời trang, fashion, fashionista vân vân. Đấy, thì
chúng ta luôn luôn có những thứ mà chúng ta thích bằng tiếng Anh. Và chúng ta hãy đào cái đấy lên để mà học tiếng Anh. Thì kiểu gì cũng giỏi thôi, đúng không? Thì vấn đề ở đây là đừng có học những thứ gì mà nó khó quá, hoặc là học những thứ gì mà nó chán quá thì không giỏi thôi. Chứ còn đã đắm mình trong tiếng Anh thì sẽ sớm muộn gì cũng sẽ giỏi thôi. Rồi cái tiếp theo nữa là không có tiếng Anh ấy, thì sẽ thấy rất nhục. Các bạn có thể là đừng có nghĩ cái câu này nó theo chiều hướng khác, nhưng mà đây là câu không phải là phát ngôn của mình, mà câu này là câu phát ngôn của học viên của mình. Tức là bạn ấy thấy rằng là trong cuộc sống bạn ấy nhiều khi bạn ấy thấy kiểu rất bức bí, bởi vì cứ phải dùng nhờ người khác dịch hộ này, nhờ người khác dịch cái kia, nó cảm thấy rất là bất lực. Thì các bạn sẽ sớm muộn gì mà sẽ phải đối mặt với cái tình huống đấy khi mà bạn không có tiếng Anh. Đấy, vì thế nên học phải bằng mọi giá phải giỏi tiếng Anh. Thì trong cái khóa học này ấy, mình đã thiết kế để mà cho các bạn tất cả những thứ các bạn cần để mà các bạn có thể tự học. Nó không hề khó khăn gì cả, nhưng mà vấn đề là các bạn có cố gắng hay không thôi. Thì thế này nhá, mình hứa với các bạn là nếu các bạn làm theo cái hướng dẫn của mình nhá, chỉ 3 tháng sau thôi, bạn có thể gọi điện cho mình, bạn nói chuyện tay đôi tiếng Anh với mình thoải mái luôn. Với một điều kiện là một ngày phải học tiếng Anh từ 3 tiếng đến 5 tiếng. Các bạn sẽ luôn luôn có cách để làm được việc này. Tức là 3 tiếng nhá, chúng ta sẽ có 30 phút buổi sáng là vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi đâu đó. Chúng ta sẽ có 1 tiếng đi lại, có thể đi trên xe buýt hay là đi trên ô tô đấy. Và rồi chúng ta sẽ có 1 tiếng nữa để mà làm việc nhà, 1 tiếng rưỡi nữa đi, làm việc nhà, nấu cơm vân vân đấy. Thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta không ngồi ở bàn học được này, thì chúng ta có thể nghe các tài liệu như là self radio, các tài liệu mình sẽ đưa cho các bạn sau, các tài liệu luyện nghe một cách vô thức. Rồi còn 2 tiếng còn lại là ngồi xem một bộ phim và nhại theo người ta, rồi học từ mới, rồi vân vân vân. Bạn cứ học như thế cho mình trong 3 tháng, bạn không giỏi mới là lạ. Đấy, nhưng vấn đề là chúng ta phải có cái kỷ luật và cái thói quen. Tức là có một cái luật ấy là 28 ngày. Bạn làm một cái gì đấy trong vòng 28 ngày thì ngày 29 sẽ giống hệt như ngày 28 ngày còn lại. Còn nếu các bạn bỏ ra 600.000 đi tham gia cái event của thầy Nguyễn Hiệp này, các bạn nghe hay đấy, cái cậu này nói cũng được, mình đồng ý đấy, nhưng mà mình chẳng làm đâu, mình thời gian đâu mà học tiếng, thời gian đâu mà làm, mình bận lắm, mình phải hôm nay mình phải đi sinh nhật đứa này, ngày mai mình phải đi gặp khách hàng đứa kia, mình phải nói chung là mình nhiều việc quan trọng hơn để mình làm, thời gian đâu mà học tiếng Anh bận này cơ mà. Thì các bạn sẽ không bao giờ giỏi được. Thì các bạn phải tin mình và phải vứt bỏ tất cả các thứ khác, ưu tiên tiếng Anh hàng đầu. Không có một cái đứa nào quan trọng hơn tiếng Anh cả. Chỉ mất 3 tháng thôi, 3 tháng là cũng không có gì đó ghê gớm lắm đâu, nên là làm hết. Thì cái tiếp theo nữa là phải chủ động. Chúng ta ở đây là mặc dù là xa mặt nhưng mà không cách lòng. Các bạn chỉ cần comment hoặc là chỉ cần mail thôi là sẽ có người giúp đỡ cho bạn. Thì cứ có thể trình bày vấn đề của bạn trên group chẳng hạn, thì các bạn khác, các bạn ấy đã giải quyết được vấn đề đấy rồi, thì các bạn ấy có thể là chia sẻ được cho, có thể giúp đỡ bạn được cho cái vấn đề đấy. Thì vấn đề là chúng ta phải chủ động tham gia vào lớp. Đừng bao giờ ngại vào, đừng bao giờ sợ sai, đừng bao giờ sợ dốt. Tức là cứ đặt câu hỏi nhiều vào, thấy cái gì khó cứ đặt câu hỏi, thấy rằng là mình không làm được cái này thì cứ đặt câu hỏi, đừng bao giờ giấu dốt là không bao giờ có thể làm được, kiểu cứ kiểu như là sĩ diện. Những người sĩ diện là sẽ không bao giờ có thể là thành công được, lớn được. Có thể bạn rất thành công trong việc này nhưng mà tiếng Anh dốt thì vẫn sẽ phải là
thể hiện ra là mình dốt và mình cần sự giúp đỡ. Đấy. Thì mình rất mong là các bạn tham gia vào cái group này nhiệt tình hết sức có thể, và hãy đừng bỏ qua bất kỳ một cái buổi livestream nào. Bởi vì là cái học phí cái khóa này nó quá thấp, mà kiểu bạn thấy là vứt đi nó rất là nó chả đáng gì cả. Nhưng mà thực ra ấy, bạn không xem cái buổi nào là bạn sẽ mất đi cái giá trị buổi đấy. Là gần như các buổi mình thiết kế không thừa một buổi nào hết, buổi nào cũng hay hết. Tức là đừng đừng có mà tiếc thời gian, phải xem cho bằng hết thì thôi. Còn 3 tháng sau là bạn thích lười nào, thích ấy nào, sau khi mà giỏi tiếng Anh, thích làm gì làm. 3 tháng thì nó nhanh lắm mà. Là cũng không đấy đâu, nhưng mà mình có chịu 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 nghiêm túc và chịu kỷ luật trong vòng 3 tháng được hay không thôi. Đấy. Thì bây giờ là phần trả lời câu hỏi. Các bạn vui lòng comment các câu hỏi của bạn xuống dưới đây và mình sẽ trả lời ngay trong livestream này. Mình sẽ ghi hình các cái tấm gương của khóa 1. Mình sẽ yêu cầu các bạn ở khóa 1 ghi hình và gửi gửi cho các bạn xem cái thành quả và cái kết quả của bạn đấy sau một thời gian nghe lời khuyên của thầy Hiệp. Những cái câu hỏi mà nó sẽ liên quan hôm nay thì các bạn chỉ cố gắng là đặt câu hỏi nó sẽ liên quan đến nội dung mà mình vừa trình bày trong ngày hôm nay thôi. Đấy. Còn về về tài liệu luyện nghe hay môi trường luyện nghe thì sẽ có các buổi khác để phục vụ cho cái mục tiêu đấy. Kể cả việc xem phim khó sẽ có đáp án cho bạn vào những hôm sau. Mình tổng kết cái lộ trình nhá. Lộ trình học của mình tổng kết như sau: một là phát âm, hai là nạp từ vựng đủ dùng, tức là nạp được một tầm khoảng độ 300 đến 1.200 từ. Rồi cái để mà hiểu, tức là học hiểu cái thứ trạng tiếp theo là học để dùng, và trạng thứ năm là học để lên mức độ chuyên nghiệp. Lộ trình là thế thôi. Các bạn có thể thay đổi các loại tài liệu khác nhau, nhưng mà cũng nên bám theo lộ trình đấy. Khóa 1 và khóa 2 thì mình có thể là mình sẽ làm một cái group để cho các bạn giao lưu với nhau. Những học sinh ưu tú của khóa 1, khóa 2 chăm học. Bạn Lê Thị Quý có một câu hỏi rất hay là: em vẫn thắc mắc phần học ngữ pháp sao anh không đề cập đến, vẫn phải học theo cách châu bò đúng không ạ? Cái kỳ thi TOEIC nhá, điểm phần ngữ pháp chữa câu của mình là đúng gần hết luôn, mình chữa rất rất tốt luôn, mà gần như là mình không học tiếng ngữ pháp nào. Bạn học tiếng Việt nha, bạn học có học ngữ pháp không? Không đúng không? Mà tại sao vẫn đúng ngữ pháp? Bởi vì là cái cảm quan của mình nó sẽ được xây dựng qua thời gian, bạn sẽ tự dưng biết rằng là thế nào là đúng, thế nào là sai. Và ngữ pháp là thứ mà nó học nó làm nản lòng người học nhất ấy. Bạn học ngữ pháp để viết hay là học để thi thì có thể là học châu bò, nhưng mà học để giao tiếp, học để dùng thì không nên động ngữ pháp, bởi vì nó sẽ là thứ mà làm chúng ta rất là nản. Sau buổi này có tài liệu nha, mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn. Học châu bò nản quá thầy ạ. Thế này nhá, các bạn để mà không bị nản nhé, để mà không bị lười nhé. Thực ra mình cổ động các bạn là 3 tháng đúng không? Mỗi ngày 3 tiếng đến 5 tiếng đúng không? Các bạn thấy sợ không? Chắc là có thấy 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 nó cũng khá là nản một tí. Nhưng mà thực tế ra rằng là ngày xưa mình học mình thấy không không thấy chán thế nào cả.
Bởi vì là mình học qua phim, mình học qua tất cả những tài liệu mình thích, nên là không có một ngày nào mình thấy chán cả. Có thể nhá, bạn học bằng một cái tài liệu bạn bạn rất thích thích, có thể tính hiệu quả của nó không cao bằng bằng học trâu bò, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên học bằng những gì mình thích. Thà là mưa dầm thấm lâu ấy để nó lên ấy, còn hơn là mình gồng mình lên được 1 2 tuần cho mình bỏ tiếng Anh đi, thì rất là phí. À, bạn Mai có hỏi là như em cần thi TOEIC thì có nên ôn không và học song song với chương trình này được không ạ? À? Như lúc nãy mình nói là mình chẳng bao giờ luyện thi TOEIC mà mình vẫn được hơn 800 điểm chỉ trong một thời gian ngắn. Thực ra thôi, thi TOEIC thì nó có khó đâu. À, nếu mà biết nhiều từ vựng rồi nghe tốt là điểm sẽ cao thôi mà. Bạn Phương Hảo có hỏi là làm sao để yêu tiếng Anh được đây anh ơi, em cố lắm mà không thể yêu nổi ấy. Sẽ có cách để yêu. À, phải yêu bằng những cái tài liệu nào mình thấy thích ấy. Mình sẽ có hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn vào trong các chương trình lần sau. À, thời gian học 5 tiếng một ngày nhá, bạn sẽ được quyền tính 3 tiếng thời gian nghe vô thức vậy. Nên là một ngày 3 tiếng em vô thức và 2 tiếng ngồi vào bàn học là 3 tháng sẽ giỏi tiếng Anh. Đấy. Không hề khó, ai cũng cũng sẽ làm được, ai cũng sẽ bỏ được 2 tiếng ngồi vào bàn học. Các bạn có thể đốt cháy giai đoạn. Hơn nữa, mình hơn 1 tháng trước nhé, 2 tháng trước mình có thử nghiệm một cái chương trình để thử xem là thực sự là người ta có thể giỏi lên trong vòng 1 tháng rưỡi thì người ta có thể giỏi đến được đến mức độ nào. Mình có mở một lớp gọi là lớp siêu nhân, thì cái bạn kém nhất lớp đấy nhá, bạn kém nhất lớp ấy tức là bạn đầu vào thấp nhất lớp, và kể cả như cái sự tiếp thu của bạn ấy thấp nhất lớp đấy nhá, có những bạn đã kiểu bỏ cuộc với tiếng Anh lắm rồi, nhưng mà sau 1 tháng rưỡi học suốt từ sáng đến tối, tức là cái chương trình đấy nó rất căng, cái thử giới hạn của con người ấy mà, thì sau sau 1 tháng rưỡi bạn ấy vừa mới đỗ một công ty xây dựng, và bạn ấy vừa mới đỗ một công ty IT của nước ngoài. Đấy, có thể là bạn ấy giao tiếp mà không kiểu quá chân chu sành điệu hay gì lắm, nhưng bạn ấy vẫn đủ để thi để vào một công ty nước ngoài, thì bạn ấy giao tiếp ở mức độ là gọi là khá là thành thạo, kiểu như là nói được và ý của mình ra và hiểu được người ta nói. Đấy, thì đấy là nếu bạn học một ngày 10 tiếng thì bạn có thể là chỉ cần 1 tháng rưỡi thôi. Ok, về từ vựng hay là phát âm hay là gì đấy thì mình sẽ nói được hết trong buổi sau. Ok, thì mình nghĩ là các bạn sẽ nên viết một cái câu cổ động, kiểu như là đây, viết một cái câu nào đấy to cỡ này này chẳng hạn, kiểu nhất định phải học tiếng Anh, hay là một ngày học tiếng Anh 5 tiếng. Thì đây nhá, một ngày học tiếng Anh 5 tiếng, một ngày mình viết trên cái này nó bị ngược này, viết hơi khó. Thì các bạn nên đếm cho mình nhé số giờ học tiếng Anh. Khi mà các bạn đếm ấy, ví dụ là ngày hôm nay mình được 4 tiếng, ngày mai mình được 3 tiếng, thì ngày hôm sau mình phải học được 5 tiếng, ngày hôm sau nữa lại học được 4 tiếng, thì cái việc đếm giờ đấy ấy, nó rất có giá trị cho việc học tiếng Anh của bạn. Nó sẽ làm cho bạn có thấy một cái cảm giác kiểu là đạt được một cái gì đấy, chứ còn nếu không đếm tiếng ra thì
thì sẽ khá là kiểu là nghệ sĩ sẽ không không thấy rằng là mình chịu bỏ thời gian ra đâu, nên là tập trung, đừng 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 nghĩ đến chuyện bao nhiêu tháng mà chỉ nghĩ là một ngày bao nhiêu tiếng thôi. Nếu mà được 300 giờ, 300 tiếng thì kiểu gì cũng giỏi. Ok, thì các câu hỏi thì mình thấy là các bạn cũng đã, mình sẽ cover được hầu hết các câu hỏi của các bạn rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần này là ngày kia. Đấy, các bạn đừng bỏ qua buổi thứ năm nha. Buổi thứ năm là học về về listening rất hay nha. Các bạn đừng bỏ qua nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn là hãy chúc các bạn 3 tháng sau là giỏi tiếng Anh. Và các bạn có thể hy vọng là ngày hôm nay là bạn đánh dấu là một ngày tôi đã thay đổi tiếng Anh, thay đổi nhận thức tiếng Anh. Tôi đã lột xác trong tư tưởng của tiếng Anh. Đấy. Chúc các bạn thành công, mình rất mong muốn các bạn thành công. Thực tế là như thế. Mỗi khi mà học sinh post lên group là họ học được cái này được cái kia, mình thấy rất sướng. Ok, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn mất ngủ vì tiếng Anh. Ok. Livestream xong thì video sẽ vẫn còn trên group để các bạn xem nhé. Ok, bây giờ mình sẽ post cái các tài liệu và các bạn tải về là được. Xin chào. Hẹn gặp lại.